Xin chào anh em. Xin chào anh em, hôm nay là em lấy con Bone 9700 này nhé. Tất cả new còn nguyên siêu về để học unlock anh em. Thì đây, để mình check unlock anh em vào cái phần SIM card đây nhé. Để tất cả nó disable ấy là được mở khóa này. Còn riêng cái network này nó exit, có nghĩa là chưa mở khóa đâu anh em ạ. Đấy. Để em tháo pin ra, em lắp cái pin mới vào để xem. Đây, email con này đây nhá. Email con này là đuôi là 32 anh em ạ. Em lại lấy code này. Đuôi 32 này. Code là nó chính là cái dòng xanh xanh này anh em này. Em cắm vào test đi. Test đi, em xem quá trình nó. BlackBerry thì khởi động khá lâu đấy anh em ạ. Tất cả new nguyên siêu hết anh em nhé. Đây cho anh em xem lại cái dãy code. Anh em chú ý nhập cái dòng này này. Cái dòng màu xanh này. Chứ đừng dập mấy cái dòng kia anh em. BlackBerry khởi động nó hơi lâu lâu chút nên anh em thông cảm. Về quá trình lấy code thì đây em bước qua máy tính luôn, người xem cắm vào cáp USB này thì đây. Lấy code ở trên máy tính đây. Đây. Tuy khởi động một lâu nhưng mà vào thì lại rất nhanh. Ý là vào sử dụng phần mềm thì nó rất là nhanh. BlackBerry là có cái hạn chế load lâu hơn Nokia. Anh em nghe mạng Claro đấy. Đấy, người ta hỏi mình nhập code không này. Mình đồng ý liền nhé. Nhập theo cái dòng code lúc nãy nhé. Sau 99588 6 99 5 8 8 6 5 8 8 6 9 0 3 0 1 1 9 0 3 0 1 1 9 7 3 9 7 3 được rồi. Mình nhập nhầm nhỉ. 699 này. 588 588 690 690 301 301 690 301 1973 1973.
Đây anh em ạ. Đấy, nhập xong nó lên sóng luôn anh em ạ. Giúp em nhé, xong full rồi nhé. Em mang Vinaphone này. Đấy. Em test nhập code trực tiếp vào nhé. Lúc nãy chắc là lần đầu mình nhập sai. Nếu nhập đúng cái là nó lên sóng em. Con này em đang ai anh em liên hệ thì ép Zalo em nhé. 0982830738. Anh em.